nổi giận yêu cầu Ukraine lập tức đưa 14 công ty ra khỏi danh sách đen. Thủ tướng Hungary hé lộ người đàn ông quyền lực có khả năng chấm dứt xung đột Ukraine. Ukraine chế tạo vũ khí mồi nhử, lừa Nga lãng phí tên lửa trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Trước thời cơ Ukraine khát đạn dược, Nga phóng hỏa lực dồn dập trên khắp tiền tuyến. Trung Quốc mới đây cầu Ukraine lập tức đưa hơn chục công ty của họ ra khỏi danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho xung đột, để loại bỏ những tác động tiêu cực. Theo Reuters đưa tin hồi tháng 1 năm nay, Đại sứ Trung Quốc tại Kiev nói với các quan chức chính phủ Ukraine rằng việc đưa những công ty đó của Trung Quốc vào danh sách có thể gây tổn hại cho quan hệ song phương. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối việc đưa các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách, yêu cầu Ukraine lập tức sửa chữa sai lầm và loại bỏ tác động tiêu cực. Tuy nhiên, người phát ngôn này không nói rõ tác động tiêu cực cụ thể là gì. Bắc Kinh vẫn giữ quan hệ gần gũi với Moscow sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng cũng khẳng định ủng hộ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Ukraine đưa 48 công ty trên toàn cầu vào danh sách tài trợ quốc tế cho xung đột, trong đó có 14 công ty Trung Quốc. Kiev cho rằng hoạt động kinh doanh của những công ty này gián tiếp hỗ trợ hoặc đóng góp cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Một quan chức cấp cao Ukraine nói với Reuters rằng đại sứ nói rằng tất cả những việc này có thể gây tác động tiêu cực lên quan hệ giữa hai nước. Nguồn tin cho biết Trung Quốc chưa đặt ra điều kiện gì với Ukraine mà chỉ bày tỏ quan điểm của họ về danh sách. Nguồn tin thứ hai cho rằng Bắc Kinh có thể gắn vấn đề này với việc Trung Quốc mua ngũ cốc của Ukraine. Trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine, nhập khẩu nhiều ngũ cốc, dầu hướng dương và quặng sắt từ Ukraine. Các công ty bị đưa vào danh sách đen có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC, Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc Sinopec và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc CNOOC. Trong đó, Sinopec và CNOOC không phản hồi đề nghị bình luận của Reuters, còn CNPC nói rằng danh sách này không phải diễn biến mới. Dù phương Tây coi Trung Quốc là đồng minh của Nga, nhưng Ukraine vẫn tránh chọc giận nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngược lại, Kiev đang cần Bắc Kinh tham gia vào hội nghị hòa bình quốc tế. Theo hành lang vận tải mới trên Biển Đen mà Kiev thiết lập vào tháng 8 năm ngoái, dữ liệu của chính phủ cho thấy khoảng 30% hàng hóa xuất khẩu qua đường biển của Ukraine, bao gồm thực phẩm, kim loại và quặng, được chuyển đến Trung Quốc. Trung Quốc có nhiều công ty nhất trong danh sách đen, tiếp theo là Mỹ, Pháp và Đức, lần lượt có 8, 4 và 4 công ty. Cuối tháng trước, Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông gặp đại sứ Ukraine tại Bắc Kinh để trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Tôn nói rằng các nước nên tôn trọng và đối xử chân thành với nhau. Giữa bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm và chưa có dấu hiệu dừng lại, ngày 2 tháng 2, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố trên tạp chí tin tức Le Monde của Pháp rằng không có ứng viên chính trị nào mạnh hơn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để giúp ngăn chặn cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Ông Orbán nhấn mạnh, niềm tin cá nhân của tôi vẫn là nếu vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump thì sẽ không có xung đột ở châu Âu. Ngày nay, tôi không thấy ai khác ngoài ông ấy, cả ở châu Âu lẫn ở Mỹ, là một nhà lãnh đạo đủ mạnh để ngăn chặn xung đột. Người đàn ông tên Donald Trump có thể mang lại hòa bình. Ông Orbán cũng ca ngợi cách tiếp cận nước Mỹ trên hết của ông Trump. Nhà lãnh đạo Hungary nói với tạp chí Le Monde rằng khi ông Trump nói làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại hoặc ưu tiên nước Mỹ trên hết, điều đó cũng giống như với việc chúng tôi nói làm cho châu Âu vĩ đại trở lại và châu Âu trên hết. Ông Orbán tuyên bố đặt châu Âu lên hàng đầu, đặt Pháp lên hàng đầu, đặt Hungary lên hàng đầu. Đây là thái độ bình thường trong chính trị quốc tế. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm những thỏa thuận dựa trên cơ sở lợi ích quốc gia, nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, cuối cùng, chúng ta không nên quên rằng Trump là một trong những tổng thống có chính sách đối ngoại thành công nhất của Mỹ. Ông cũng lưu ý rằng, cựu Tổng thống Trump chưa từng khơi mào bất cứ cuộc chiến nào. Cùng ngày 2 tháng 2, Thủ tướng Orbán cũng tuyên bố rằng ông đã bị dồn đến chân tường trước khi đồng ý với các thành viên Liên minh châu Âu EU thông qua gói viện trợ 50 tỷ euro trong 4 năm cho Kiev. Quyết định đã được ông Orbán đưa ra ngay trong giờ đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ hôm 1 tháng 2. Thủ tướng Hungary cho biết mặc dù ông đã nhượng bộ nhưng Ủy ban châu Âu vẫn chưa giải ngân 20 tỷ euro cho Budapest vì các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn dân chủ và luật pháp ở Hungary. Trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 12 năm ngoái, Hungary là quốc gia duy nhất trong 27 quốc gia thành viên EU không ủng hộ gói viện trợ 4 năm trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine.
Công nghệ làm vũ khí giả của Ukraine ngày càng nâng cấp, dường như khiến Nga phải sử dụng các tên lửa đắt tiền trị giá hàng triệu đô la Mỹ một cách lãng phí. Theo trang Business Insider, các đoạn video và hình ảnh xuất hiện mới đây cho thấy Ukraine đã chế tạo các mô hình giả mạo trông như thật của hệ thống radar AN/MPQ-64 Sentinel và hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung IRIS-T. Hệ thống AN/MPQ-64 giả có các bộ phận có thể chuyển động cơ học, một chi tiết ấn tượng giúp nó trông giống như một radar thật. Trong khi đó, mô hình IRIS-T có bệ phóng trông như thật và có thể nâng lên, tạo cảm giác như một hệ thống phòng thủ tên lửa thực thụ. Khi các đoạn phim về các mồi nhử được chia sẻ, trên các kênh Telegram của Nga cũng xuất hiện báo cáo về các đợt tấn công thành công của Nga vào hệ thống phòng không của Ukraine. Theo blogger quân sự đã ca ngợi cuộc tấn công, chia sẻ đoạn video về những gì họ cho là một cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống IRIS-T ở làng Lidne thuộc vùng Kharkov. Các nguồn tin Ukraine phản bác rằng cuộc tấn công của Moscow thực ra chỉ đánh trúng một mồi nhử, chứ không phải hệ thống IRIS-T thật. Vị trí đặt mồi nhử là một địa điểm phòng không đã bị bỏ hoang. Theo bài đăng trên Telegram của một hãng tin Ukraine, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander vào hệ thống IRIS-T. Đáng chú ý, hãng tin này so sánh mức giá 10.000 đô la Mỹ của vũ khí mồi nhử Ukraine với mức giá 3 triệu đô la Mỹ của tên lửa Nga. Business Insider chưa thể xác minh thông tin từ một phía cung cấp. Tuy nhiên, các hình ảnh trực quan cho thấy Ukraine đang tăng tốc chiến thuật vũ khí giả nhằm kéo gần khoảng cách hơn với Nga trong cuộc chiến tiêu hao, khi Moscow là một đối thủ áp đảo về tiềm lực quân sự. Trong chiến sự, Nga cũng sử dụng vũ khí giả, nhưng chúng thường là vũ khí bơm hơi và trông không quá giống như thật trong bối cảnh các UAV trinh sát hiện đều có camera có độ phân giải cao. Ngoài ra, tại một số căn cứ quân sự, Nga cũng sơn hình tiêm kích lên đường băng như mồi nhử để đánh lừa đối phương. Trong khi đó, Ukraine đã sáng tạo hơn với việc tạo ra các bệ phóng pháo phản lực bằng gỗ, bằng ống nước, bằng thùng dầu. Mục tiêu của nỗ lực này là nhằm khiến các vũ khí giả trông thật nhất có thể để đánh lừa đối phương. Ukraine có thể tạo ra phiên bản mô hình của pháo D-20 của Ukraine, pháo M777 do Mỹ sản xuất, súng cối, radar phòng không và nhiều loại khác. Bất cứ vũ khí nào được triển khai ở Ukraine, công ty thép Mentinvest, đơn vị điều hành nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đều có thể sao chép. Nhờ đó, những mô hình trông như thật ra đời để đánh lừa đối phương. Giới chuyên gia nhận định có một cuộc chạy đua vũ khí mồi nhử đang diễn ra ở Ukraine. Những tiến bộ công nghệ đang thúc đẩy Ukraine và Nga làm cho hàng giả trông giống thật nhất có thể để đánh lừa đối phương. Tận dụng thời điểm viện trợ của phương Tây tới Ukraine nhỏ giọt, quân đội Nga đã huy động dàn sát thủ chiến trường, tăng cường phóng hỏa lực vào các vị trí của Kiev khắp tiền tuyến. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, khi viện trợ của Mỹ cho Ukraine cạn kiệt và một số đảng Việt Cộng Hòa liên tục phản đối đề xuất chi thêm 61 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Kiev, các khẩu đội pháo binh của Ukraine là những bên đầu tiên cảm nhận thấy tác động tiêu cực. Sở dĩ như vậy vì Mỹ là một trong những nhà tài trợ lớn nhất về lựu pháo và súng phóng tên lửa cũng như đạn dược cho Ukraine. Mùa hè năm ngoái, số đạn pháo Ukraine bắn ra đã ở mức ngang, thậm chí vượt Nga ở một số giai đoạn. Tuy nhiên, tới nay Nga có lợi thế gấp 5 lần đối phương. Các khẩu đội Ukraine bắn khoảng 2.000 quả đạn mỗi ngày, trong khi con số này của Nga là 10.000. Theo Forbes, đây chính là lúc phía Nga đang chấp thời cơ. Binh sĩ Nga gần như không phải quá lo lắng bị Ukraine phản pháo, do Kiev giờ đây phải chắt chiu số lượng hỏa lực bắn ra để không bị kiệt quệ tiềm lực quân sự. Trong khi đó, Nga đã tăng guồng máy sản xuất đạn dược từ năm ngoái, và giờ đây họ tự tin được các khẩu pháo uy lực ra tiền tuyến, nã những loạt đạn liên tục về phía đối phương. Nhóm phân tích Frontalism Insight đã phát hiện ra xu hướng về tác chiến pháo binh trong hình ảnh vệ tinh chụp tiền tuyến dài 1.000 km. Nhóm này cho biết, chỉ riêng trong tháng 1, họ đã ghi nhận Nga thực hiện 14 đợt tập trung lực lượng và pháo binh nhằm vào Ukraine. Xu hướng này cho thấy Nga tự tin tác chiến hơn do lợi thế áp đảo về hỏa lực trong cuộc chiến tiêu hao. Chẳng hạn như, Nga tập trung một cụm gần 20 kè cho hệ thống pháo binh bên ngoài Lysychansk, cách tiền tuyến ở Lugansk khoảng 10 km. Một năm trước đó, quân đội Nga không mạo hiểm tập trung nhiều vũ khí hạng nặng như vậy ở một khu vực quá nhỏ gần mặt trận vì chúng đối mặt nguy cơ bị pháo M777 và HIMARS của Ukraine tấn công. Tuy nhiên, với việc đạn pháo và tên lửa ngày càng cạn kiệt, quân đội Ukraine đang tiết kiệm số đạn và tên lửa cho những trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng nhất. Ukraine sẽ chỉ tấn công quân đội Nga và phương tiện của họ khi Moscow sắp chọc thủng phòng tuyến của Kiev. Chính vì thế, Nga đã tận dụng thời cơ tấn công vào các cứ điểm và thành trì của Ukraine nhằm tiêu hao sinh lực chiến đấu của đối phương. Giờ đây, Ukraine được cho là đang gánh chịu hậu quả từ việc thiếu đạn. Ví dụ, Frontalism Insight đề cập tới Mariinka, khu vực mà Ukraine đã kiên trì bám trụ trong 2 năm. Tuy nhiên, khi Ukraine cạn dần đạn và pháo, Nga vẫn liên tục nã vào mỗi ngày, Kiev phải rút lui để bảo toàn lực lượng.
Nguyên nhân lớn nhất là pháo Nga gần như san phẳng thị trấn, khiến cho các đơn vị Ukraine không còn nơi nào để ẩn nấp, dẫn tới họ phải rút khỏi thành trì này. Khi nguồn đạn pháo cạn kiệt, Ukraine tìm cách sáng tạo hơn là dùng UAV có gắn thuốc nổ. Tuy nhiên, tầm hoạt động của chúng khá hạn chế, tối đa chỉ tới khoảng vài km, trong khi đạn từ các hệ thống hỏa lực có thể tấn công mục tiêu từ 15 đến 24 km. Chiều ngày 2 tháng 2 theo giờ địa phương, quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Các máy bay chiến đấu Mỹ phóng 125 quả đạn chính xác vào hơn 85 mục tiêu trong cuộc tập kích. Trong cuộc họp báo sau đó, lãnh đạo cơ quan tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Trung tướng Douglas Sim tuyên bố oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer đã tham gia vào cuộc không kích và Lầu Năm Góc thực sự tự tin về độ chính xác của đòn đánh trên lãnh thổ Iraq và Syria. Trung tướng Sim cho biết, các dấu hiệu sơ bộ cho thấy chúng tôi đã tấn công chính xác mục tiêu mong muốn. Một số vụ nổ thứ cấp xảy ra ở địa điểm đặt kho đạn và cơ sở hậu cần mà Mỹ nhắm tới. Vị trung tướng này cho biết, để thực hiện được điều đó, các oanh tạc cơ chiến lược B-1B đã xuất kích từ Mỹ, bay liên tục vượt Đại Tây Dương tới khu vực chiến đấu. Ông nói, tất cả hoạt động này đều được hỗ trợ bởi Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ cùng khả năng tiếp liệu trên không của chúng tôi. Khi được hỏi cụ thể về loại đạn chính xác mà không quân Mỹ đã dùng, tướng Sim từ chối trả lời. Theo truyền thông Mỹ đưa tin, hai oanh tạc cơ B-1B Lancer của nước này tham gia chiến dịch tấn công vị trí lực lượng Quds và dân quân thân Iran ở Iraq và Syria, phối hợp cùng các tiêm kích Mỹ tại khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM phụ trách. Hải quân Mỹ không tham gia đợt không kích. B-1B Lancer là mẫu máy bay ném bom siêu thanh được biên chế cho không quân Mỹ từ những năm 1980. Máy bay dài 44,5 m, cao hơn 10 m và có khối lượng rỗng 87,1 tấn. Máy bay ứng dụng cơ cấu cánh cụp cánh xòe giúp cải thiện khả năng kết hạ cánh và giảm sức cản khi bay ở độ cao thấp. Sải cánh của B-1B rộng 42 m ở trạng thái xòe và 24 m khi cụp lại. Bốn động cơ phản lực cung cấp sức đẩy cho phép B-1B đạt tốc độ tối đa 1.340 km/h ở độ cao 12.000 m hoặc 1.100 km/h khi cách mặt đất 150 m. Tầm bay tối đa của Lancer đạt tới 9.400 km, rút xuống còn 5.545 km nếu mang tải trọng vũ khí tối đa. B-1B có thể mang theo 57 tấn vũ khí các loại, bao gồm bom thông thường, bom dẫn đường, bom chìm chống tàu ngầm và tên lửa hành trình tầm xa. Mỹ hiện biên chế khoảng 60 chiếc B-1B, đồn trú tại căn cứ không quân Edgewood ở bang Nam Dakota và căn cứ DS ở bang Texas. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby nói rằng, đợt không kích của Mỹ nhằm vào 4 cơ sở tại Syria và 3 ở Iraq trong khoảng 30 phút. Toàn bộ máy bay của Mỹ tham gia chiến dịch đều trở về căn cứ an toàn. Theo ông Kirby, các mục tiêu được chọn dựa trên bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi rằng chúng có liên quan đến các vụ tập kích nhằm vào binh sĩ Mỹ trong khu vực. Ông nói, tại thời điểm này, chúng tôi không biết có bao nhiêu tay súng đã thiệt mạng. Ông Kirby tuyên bố quân đội Mỹ lựa chọn cẩn thận mục tiêu trong đợt không kích để tránh thương vong cho dân thường. Tướng Sim cũng cho biết họ dự đoán sẽ có thương vong khi lên kế hoạch cho chiến dịch không kích, trong đó có thể có thành viên IRGC. Khi được hỏi liệu vụ không kích có nhằm truyền thông điệp tới Iran hay không, ông Sim nói, trong trường hợp này, chúng tôi tấn công các mục tiêu tương tự những gì họ nhắm tới. Trung tướng Sim tuyên bố, đây là chiến dịch nhằm làm suy giảm, loại bỏ năng lực của IRGC một cách mạnh mẽ hơn trước đây. Chiến dịch sẽ không kết thúc đêm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả nhằm chấm dứt các vụ tập kích nhằm vào lực lượng Mỹ. Ông Kirby cho biết các giới chức Mỹ đang chọn lựa hình ảnh có thể công bố về vụ không kích cũng như đưa ra đánh giá tốt hơn về thiệt hại của đối phương. Hai quan chức Mỹ từ chối nêu thời điểm Mỹ sẽ mở các đợt không kích tiếp theo. Hôm ngày 2 tháng 1, CENTCOM thông báo Mỹ dùng 125 quả đạn chính xác các loại tấn công mục tiêu liên quan tới Iran tại Syria và Iraq, bao gồm trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cơ sở tình báo cùng kho tên lửa, rocket và máy bay không người lái UAV. Theo nhóm giám sát nhân quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh, ít nhất 18 thành viên dân quân thân Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích ở miền đông Syria. Nguồn tin an ninh Iraq cho biết vị trí của dân quân thân Iran ở miền Tây nước này đã bị tấn công, đặc biệt là khu vực giáp biên giới với Syria. Mỹ mở chiến dịch không kích nhằm đáp trả vụ tập kích UAV nhằm vào căn cứ của họ tại Jordan ngày 28 tháng 1, khiến 3 binh sĩ nước này thiệt mạng. Washington cáo buộc các lực lượng do Iran hậu thuẫn đứng sau sự việc, song Tehran bác bỏ. Trong khi đó, ngày 3 tháng 1, phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani, tướng Zehia Rasool đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc tấn công hôm ngày 2 tháng 2 của Mỹ ở phía tây Iraq gần biên giới Syria là vi phạm chủ quyền của Iraq và sẽ mang lại hậu quả tai hại cho an ninh, ổn định của Iraq và khu vực. Ngày 3 tháng 2, hãng tin Al Jazeera có trụ sở ở Qatar đã dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ nhắm mục tiêu tiếp theo vào Rafah,
khu vực phía nam dải Gaza vốn được chính Israel trước đây coi là vùng an toàn và yêu cầu thường dân Palestine di tản đến. Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào cuối ngày 2 tháng 1, ông Galan nói rằng lữ đoàn Khan Yunis của tổ chức Hamas đã bị giải tán và quân đội Israel sẽ tiếp tục tới Rafah để hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đó. Ông Galan nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục cho đến cuối cùng, không còn cách nào khác. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh phần lớn các khu vực ở dải Gaza bị bắn phá nặng nề và hầu hết người Palestine phải tìm nơi trú ẩn ở Rafah, khu vực nằm ở phía nam vùng đất thuộc Palestine. Điều này đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong số những người phải di rời và lo ngại từ các tổ chức viện trợ toàn cầu khi nơi cuối cùng được quân đội Israel chỉ định là vùng an toàn ở Gaza đang bị đe dọa. Theo thông tin Viện Hani Mamu của Al Jazeera, đối với nhiều người, nó làm tăng mức độ hoảng loạn. Họ không có nơi nào khác để đi. Đây là nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine ở Gaza. Ngoài ra, chỉ có biên giới Ai Cập. Hiện nay khoảng 1,9 triệu trong số 2,3 triệu người của Gaza bị dồn vào Rafah gần biên giới với Ai Cập. Họ ở trong các tòa nhà dân cư hoặc ngủ trên đường phố mà không được bảo vệ hoặc có cơ sở hạ tầng cơ bản. Hôm 2 tháng 2, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA đã mô tả thị trấn biên giới Rafah ở phía nam Gaza là nỗi áp suất của tuyệt vọng. Thông tin từ tờ New York Times cho biết, gần như toàn bộ 2,3 triệu cư dân của Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa sau gần 3 tháng Israel không kích và ra lệnh sơ tán. Rafah ở khu vực biên giới với Ai Cập từng là thành phố với 300.000 dân, nay trở thành nơi ẩn náu chính cho những người phải di rời. Những người Palestine di tản chân trúc tại Rafah chia sẻ với Al Jazeera rằng họ lo sợ nguy cơ xảy ra tấn công trên bộ tại thành phố. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này sẽ chuyển trọng tâm sang khu vực này. Hôm 2 tháng 2, trưởng công tố bang Georgia và là người đang truy tố cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc can thiệp bầu cử. Bà Fani Willis đã thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với luật sư do mình thuê, ông Nathan Wade, để hỗ trợ vụ án. Mối quan hệ giữa bà Willis và luật sư Wade đã trở thành lý do để ông Trump và hai đồng bị can đề nghị tòa án không cho hai công tố viên tham gia truy tố vụ án. Tuy nhiên, bà Willis đã phản bác bằng việc nộp một đơn dài 176 trang lên thẩm phán thượng thẩm hạt Fulton ở bang Georgia, chỉ trích những yêu cầu của các bị can là vô giá trị. Trong đơn, bà Willis khẳng định không có mối quan hệ cá nhân nào với ông Wade tại thời điểm luật sư này được thuê làm công tố viên đặc biệt hỗ trợ điều tra vụ án hình sự của ông Trump vào tháng 11 năm 2021. Bên cạnh đó, tại bản khai đính kèm, ông Wade thừa nhận mình và bà Willis bắt đầu mối quan hệ tình cảm cá nhân vào năm 2022. Ông khẳng định, bà Willis không nhận được tiền hay lợi ích tài chính cá nhân nào từ vị trí công tố viên đặc biệt của tôi. Bà Willis cũng khẳng định, mình và ông Wade mỗi người tự trả phần tiền của mình trong những kỳ nghỉ hai người đi cùng nhau. Được biết, trưởng công tố Willis đang chuẩn bị hồ sơ truy tố ông Trump và đồng bị can vì cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia. Song, ông Trump, ứng viên hàng đầu cho đề cử Tổng thống 2024 của Đảng Cộng Hòa, đã không nhận tội. Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump đã công kích bà Willis khi nói rằng bà vừa thừa nhận có quan hệ với người công tố viên mà bà ấy, sau khi tham vấn với Nhà Trắng và Bộ Tư pháp, đã bổ nhiệm để hạ bệ cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nhấn mạnh, điều đó có nghĩa là trò lừa đảo này hoàn toàn không đáng tin và đã hạ màn. Bà Willis đang muốn đưa cựu Tổng thống và 14 đồng bị can ra tòa ngày 5 tháng 8, 3 tháng trước của bầu cử Tổng thống vào tháng 11. 4 đồng phạm, trong đó có 3 cựu luật sư chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã thỏa thuận nhận tội để được mức án nhẹ hơn và không phải ngồi tù. Ông Trump cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang vì nỗ lực lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 và về vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Phiên tòa đó dự kiến bắt đầu ở Washington vào tháng 3, nhưng có thể sẽ bị trì hoãn. Ngày 2 tháng 2, Hải quân Colombia thông báo rằng họ đã cứu 3 người Panama lênh đênh trên Thái Bình Dương trong suốt 11 ngày, sống sót nhờ nước mưa và những quả dừa trôi qua. Theo AFP, 3 người này đã thực hiện hành trình khoảng 600 km trên biển, bắt đầu từ thành phố Veracruz của Panama, nhằm tiếp nhiên liệu cho một tàu đánh cá. Khoảng cách giữa Veracruz và thủ đô Panama là khoảng 25 km. Trong một đoạn video được gửi cho giới truyền thông, anh Black Olivadia, 30 tuổi, cho biết: "Chúng tôi tiếp nhiên liệu cho tàu đó vào khoảng 16-17 giờ. Sau đó chúng tôi rời đi, nhưng đi được một đoạn thì thuyền của chúng tôi chết máy. Kể từ đó, hành trình của chúng tôi bắt đầu cùng gió phương Bắc, hết 11 ngày. Một đội tuần tra của Hải quân Colombia đã phát hiện chiếc thuyền trôi giặt cùng với 3 thanh niên tại địa điểm cách cảng Buenaventura của nước này khoảng 180 hải lý. Theo Thiếu tá John David Rendon của Hải quân Colombia, cả 3 đều ổn mặc dù đã trôi giặt trên biển nhiều ngày như vậy. Hai người đi cùng với anh Olivadia là Ray Atuno Torres, 27 tuổi, và Jose Olivadia, 21 tuổi, anh Torres cho biết. Những quả dừa đi theo dòng nước,
chúng tôi bắt lấy, đập vỡ và ăn. Không có thực phẩm hay nước uống trên thuyền, họ đã sống sót nhờ nước mưa và những quả dừa trôi nổi trên biển. Trong những hình ảnh được Hải quân Colombia công bố, ba người đàn ông đứng cạnh một chiếc thuyền, một người đi chân trần, một người chỉ mang tất và người còn lại mang dép. Câu chuyện này gợi nhớ đến một cuộc chiến sinh tồn khác liên quan đến công dân Panama, khi Hải quân Colombia đã giải cứu một người đàn ông Panama từ đảo Dominica thuộc vùng biển Caribe vào tháng 1 năm 2023. Người này đã sống sót sau 24 ngày trôi giặt cùng một chiếc thuyền buồm nhờ sự trợ giúp của quả dừa cũng như sốt cà chua.